thì con lại. Rồi, ok. Không biết là lớp mình đã nghe được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng. Và buổi trước chúng ta cũng đã làm quen với khái niệm của nó rồi. Các bạn cũng hiểu được thế nào là lập trình hướng đối tượng. Thì anh chỉ nhắc lại một chút thôi, vì buổi trước chúng ta cũng chưa học được gì nhiều cả. Thì lập trình hướng đối tượng nó là một kỹ thuật lập trình mà nó ứng dụng vào hầu hết tất cả các ngôn ngữ đó, và bản chất của nó là nó quy tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cần xử lý trong thực tế về đối tượng đó. Và trong lập trình hướng đối tượng thì nó sẽ có khái niệm về class và object đó. Thì để định nghĩa một class và một object ở trong lập trình hướng đối tượng và trong một ngôn ngữ cụ thể nào đó, thì cụ thể như là trong PHP, thì buổi trước anh có demo cho các bạn rồi. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ làm đi làm lại cái việc này rất là nhiều, bởi vì là hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các khái niệm nó có ở trong lập trình hướng đối tượng và cụ thể là ở trong thằng PHP này. Đây anh sẽ để là cái file đắp trung bình của buổi 12 đó, và anh sẽ nốt ra lần lượt từng cái mà chúng ta sẽ làm quen trong cái buổi này. Đây. Thì đối với lập trình hướng đối tượng, chúng ta sẽ có khái niệm về class, thì cái này các bạn đã làm quen ở buổi trước rồi, và khái niệm về object đó. Anh chỉ nhắc lại là một class thì có thể tạo ra n cái object, tức là tạo ra rất nhiều object khác nhau, và một object chỉ thuộc một class thôi. Ok chưa? Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm ở bên trong cái kỹ thuật lập trình này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cơ chế ở trong lập trình hướng đối tượng. Cái keyword mà anh đưa ra thì có thể là các bạn sẽ thấy hơi lạ một chút, hoặc là các bạn chưa nghe bao giờ, bởi vì là thông thường các bạn sẽ nghe nó với một cái tên khác, ví dụ như là quyền truy cập rồi các thứ. Ở đây thì anh gọi là cơ chế hay nói cái khác là phạm vi truy cập của một thuộc tính, một phương thức đó. Được chưa? Thì trước khi mà chúng ta hiểu về cơ chế thì chúng ta phải hiểu được là thuộc tính là gì. Thì thuộc tính ở trong lập trình hướng đối tượng nó được định nghĩa đơn giản, nó là biến được khai báo trong class. Ok chưa? Và có kèm theo cơ chế. Đó, từ đây các bạn có thể nghĩ ngay được cách định nghĩa một cái thuộc tính ở trong một class của một cái PHP. Thì nó là biến thì các bạn khai báo biến giống như trong PHP thôi, nó là name như thế này chẳng hạn. Và nó có kèm theo cơ chế. Đó thì anh sẽ cứ đưa nó ra trước rồi anh sẽ giải thích sau như thế này. Anh lấy ví dụ, anh sẽ có một cái exam 1 như thế này. exam1.php. Đó, anh sẽ chạy trang này lên. Và anh chạy vào lesson 12. Ok chưa? Anh sẽ chạy cái trang exam1 lên. Thì exam1 này anh sẽ khai báo PHP như thế này. Và bên trong này anh sẽ có class, ví dụ anh để là student. Thì chúng ta đã làm phần quản lý student rồi, quản lý sinh viên rồi. Thì các bạn sẽ thấy là một sinh viên nó sẽ có những thông tin gì. Thì tất cả những cái thông tin đó nó là thuộc tính. Hay nói cách khác, đây là định nghĩa về mặt lập trình, thì nó là biến được khai báo trong class có kèm theo cơ chế. Còn bản chất của nó là thể hiện thông tin hay là tính chất của đối tượng. Được chưa các bạn? Đó, thì đó là thuộc tính. Thì ở trong PHP để khai báo một cái thuộc tính thì chúng ta sẽ khai báo nó ở trong class. Biến ở bên ngoài PHP thì chúng ta gọi là biến như thế này. Thì được gọi là biến.
Nhưng mà bên trong class thì chúng ta sẽ không gọi biến nữa, mà gọi là thuộc tính property ấy. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi là thuộc tính. Ví dụ anh có thuộc tính name mang cơ chế là public như thế này. Name đó, sinh viên thì phải có tên Nguyễn Văn A chẳng hạn. Anh gán một tên cho nó. Được chưa? Hay là anh có email như thế này thì nó là một biến được khai báo trong class và có kèm theo cơ chế là như thế này. Được chưa? Anh nói như thế này các bạn có hiểu không? Đây, đây là biến name được khai báo trong class student có kèm theo cơ chế là public. Các bạn nhớ cho anh như vậy. Đây là biến email được khai báo trong class student có kèm theo cơ chế là public. Và anh khai báo từng cái thuộc tính này thì cái này nó gọi là thuộc tính. Email và name nó gọi là thuộc tính của student. Đó, và anh khai báo các thuộc tính này và có gắn giá trị cho nó. Được chưa? Để tạo ra được một cái đối tượng từ ông student này thì chúng ta tạo ra một cách đơn giản như thế này. Đây, đó, anh sẽ bằng new student. Ok chưa? Bằng new student. Đó. Và anh muốn hiển thị cái, chúng ta vẫn chưa có gì trên màn hình cả. Anh muốn hiển thị cái nội dung là Nguyễn Văn A lên trên màn hình thì anh chỉ echo ra thôi. Anh gọi đến cái object student như thế này. Và cách để chúng ta có thể truy cập vào một thuộc tính hay là một phương thức trong class từ đối tượng thì chúng ta sẽ truy cập thông qua cái dấu mũi tên như thế này. Đó, ok chưa? Và chúng ta nên thì các bạn sẽ thấy là cái thuộc tính name này có đô la, nhưng khi chúng ta truy cập nó gọi nó từ đối tượng thì nó sẽ cùng chung với đô la của object này. Nên các bạn sẽ không thấy cái đô la ở trước lên nữa. Bây giờ chạy lên. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó, thì đây là cách để các bạn có thể truy cập vào một thuộc tính ở bên trong class. Đó. Thì từ cái khái niệm này các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa bất kỳ một cái thuộc tính nào bên trong bất kỳ class này. Được chưa? Cái cách định nghĩa của nó sẽ theo cái quy định như vậy, theo cái tiêu chuẩn như vậy. Được chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ giải thích cho các bạn về cái từ khóa là cơ chế. Cơ chế là gì? Như anh dịch ở trên, nó là phạm vi truy cập. Là phạm vi truy cập. Truy cập của một thuộc tính hay là phương thức. Được chưa? Cơ chế nó là phạm vi truy cập của một thuộc tính hay là phương thức. Thì ở trong lập trình hướng đối tượng nó có ba cái cơ chế mà chúng ta hay dùng. Đó là public, đó là protected, đó, và cuối cùng là private. Nghe cái từ private các bạn cũng đã đoán ra được rồi đúng không? Private có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó là riêng tư. Nó riêng tư thì chắc chắn là không thể xem được, không thể xem chung được. Được chưa? Public có nghĩa là gì? Như các bạn đăng bài trên Facebook, các bạn sẽ có chế độ là public, bạn bè mới xem, hay là riêng tư cá nhân thôi. Private only me. Được chưa? Đó. Thì anh sẽ giải thích về từng cái cơ chế này, sau đó anh sẽ lấy demo cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Thì đối với public, public nó là cái cơ chế nó cho phép truy cập ở mọi nơi, tức là ở đâu cũng có thể access vào được. Có nghĩa là nó cho phép access ở mọi nơi. Đó, từ bên, có nghĩa là từ bên ngoài class này, trong class này, và class con, và class mà kế thừa nó, class kế thừa. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm kế thừa. Được chưa? Bên trong class có nghĩa là bên trong này, bên trong đây đó, trong cái phạm vi dấu ngoặc nhọn này thì là bên trong class. Còn bên ngoài class chính là đây, cái này nó gọi là bên ngoài class. Tôi đã thoát hẳn khỏi cái dấu, thoát ra hẳn bên ngoài rồi, thì tôi sẽ ở đây là bên ngoài class. Ok chưa? Còn protected thì nó sẽ
phạm vi truy cập nó sẽ hẹp hơn. Nó chỉ cho phép truy cập ở bên trong class, cho phép access ở bên trong class và class kế thừa thôi. Đó, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái mức độ truy cập nó sẽ giảm dần, cái phạm vi truy cập nó sẽ giảm dần. Đó, đối với private thì nó chỉ được phép truy cập ở bên trong class thôi, kể cả những thằng kế thừa nó cũng không được phép truy cập. Ok chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ demo để các bạn có thể hiểu được. Anh lấy ví dụ, tiếp tục anh có một cái, vẫn là cái name với email đi. Đây, anh có hai thằng này. Bình thường nếu nó là public, anh hoàn toàn có thể truy cập được ở bên trong, à bên ngoài class như thế này. Đây, và anh lấy ra được hai cái giá trị này. Đây, các bạn nhìn thấy anh lấy được ra được như thế này. Ok chưa? Đó, anh đã lấy nó bên trong class thì được. Nhưng nếu bây giờ anh đổi cái này thành protected, đó, và anh cũng đổi nó thành protected, có nghĩa là cái phạm vi truy cập của cái biến name và email lúc này nó co hẹp lại, để chưa, nó sẽ bị thu hẹp lại và chúng ta chỉ có thể truy cập được đến những cái thuộc tính này ở bên trong class hoặc là class kế thừa thôi, chứ đứng ở bên ngoài sẽ không thể truy cập được. Và nếu mà chúng ta lúc này truy cập như thế này, nó sẽ báo lỗi. Đó, các bạn thấy chưa? Cannot access protected property children name. Đó, các bạn hiểu không? Các mình có hiểu không? Đó, thì nó sẽ xảy ra cái lỗi như thế này. Đó, thì khi mà các bạn, cái pin nó thông báo lỗi cũng khá là rõ ràng. Khi mà các bạn gặp lỗi thì các bạn đừng có tránh. Như anh đi dạy ở trên lớp thì anh thấy là anh cứ đi qua màn hình, đi qua chỗ của từng bạn ngồi, các bạn thấy có lỗi là các bạn bắt đầu kéo cái màn hình xuống xuống mà cốt nhìn, trong khi đó một phần là các bạn ngại sâu cái lỗi lên, thì cái đó thì không nên. Bởi vì sao? Chính cái việc mà các bạn gặp lỗi này mới giúp các bạn tiến bộ được. Bởi vì sao? Sau này các bạn chỉ cần nhìn đúng cái keyword này là các bạn biết nó là lỗi gì, ở đâu để các bạn sửa. Đó, thì các bạn nên đọc kỹ cái lỗi này, nên đọc kỹ lỗi. Đó, gặp một lần có thể không nhớ, hai lần không nhớ, nhưng mà nhiều lần thì chắc chắn các bạn nhớ như in trong đầu luôn. Đó, thì đấy là cái kinh nghiệm, được chưa? Thì khi các bạn gặp cái lỗi như thế này thì nó báo rất rõ ràng như này, không thể truy cập vào một cái thuộc tính là protected. Vậy thì làm thế nào để anh có thể lấy ra được Nguyễn Văn A và email nếu mà anh vẫn xét hai cái thuộc tính này là protected? Thì chúng ta sẽ phải nghĩ ra một cái cách, đó là chúng ta sẽ lấy cái đó, lấy hai cái thuộc tính này thông qua phương thức. Đó, thì phương thức như buổi trước anh có định nghĩa rồi, phương thức nó là hàm được khai báo trong class và có kèm theo cơ chế. Anh sẽ nói luôn, phương thức là gì? Nó là hàm, trước hết nó là hàm. Thì hàm ở trong PP định nghĩa như thế nào thì các bạn chỉ cần nhớ như vậy cho anh. Nó là hàm và được khai báo trong class, có kèm theo cơ chế. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó gần giống như là biến, à như là thuộc tính. Thì thuộc tính là biến, thì đối với phương thức thì là hàm. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, chúng ta định nghĩa một cái hàm. Ví dụ anh để là get name, anh muốn lấy cái name ra. Đó, thì như thế này là chúng ta đã khai báo một hàm trong class rồi, và có kèm theo cơ chế, thì chúng ta sẽ để là public. Được chưa các bạn? Đó, thì lúc này anh muốn lấy name mang thuộc tính là, mang cơ chế là protected, anh muốn lấy thông qua cái object này, thì anh sẽ phải đi qua một cái hàm trung gian để anh lấy ra cái name này. Thì từ cái hàm get name này anh sẽ truy cập đến cái biến name. Thì để truy cập đến một thuộc tính hay là một phương thức ở trong class thì các bạn dùng từ khóa tip. Thì trong PT chúng ta sẽ dùng từ khóa tip. Ok chưa? Thì từ bên trong cái hàm get name này chúng ta sẽ access vào biến name thông qua từ khóa tip như thế này, và anh sẽ ring tone. Đây, được chưa? Lúc này anh muốn in cái ông Nguyễn Văn A này ra màn hình thì anh sẽ không in trực tiếp thông qua cái thuộc tính name nữa, mà anh sẽ in thông qua cái phương thức get name.
Đó, được chưa? Và anh sẽ tương tự đối với email, anh sẽ lấy là get email. Đó, như thế này. Và anh sẽ return zip trở đến email. Được chưa các bạn? Lớp mình có hiểu không? Đó, và lúc này anh sẽ chạy cái này lên, anh sẽ gọi đến phương thức get email như thế này. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì đây là những cú pháp nó hết sức đơn giản và nó là những cái cú pháp mở đầu cho cái phần dùng đối tượng. Nhưng mà sau này các bạn sẽ thấy nó và các bạn sẽ phải làm việc với nó thường xuyên khi mà các bạn làm dự án. Được chưa? Đây, lúc này anh chạy lên thì cái lỗi này sẽ không còn nữa và anh sẽ được cái kết quả như thế này. Được chưa các bạn? Thì từ cái ví dụ này các bạn biết thêm được điều gì nữa? Đó là các bạn biết thêm được cách định nghĩa phương thức, cách để có thể truy cập đến một cái thuộc tính bên trong class thì chúng ta sẽ nhớ đến từ khóa read. Được chưa? Rồi. Anh giả sử anh có một cái phương thức protected là set get time. Đó, anh giả sử như vậy. Anh lấy ví dụ để anh nói về cái việc truy cập đến một phương thức bên trong class. Ví dụ anh sẽ return về một cái hàm liên quan đến hàm, anh dùng hàm date. Đó, và date này anh sẽ có format ví dụ như IMD và S, và anh sẽ có hàm tham như thế này, giả sử như vậy. Và sau đó anh sẽ get cái name nối chuỗi lại, anh get, anh lấy ra được ông Nguyễn Văn A, anh nối chuỗi lại dấu chấm này. Đó, thì anh muốn truy cập đến một phương thức trong class thì anh vẫn dùng từ khóa zip như thế này và anh sẽ access vào cái phương thức là có tên là get tham. Nó giống như các bạn gọi hàm thôi, nhưng mà nó sẽ gọi theo một cái cú pháp khác một chút. Được chưa? Nó khác một chút so với gọi hàm thông thường. Lúc này anh chạy lên này, thì các bạn sẽ thấy là anh lấy ra được ông Nguyễn Văn A vào lúc 1 giờ 14 phút đó, ngày 18 tháng 6, được kiểu như vậy. Được chưa? Lớp mình có hiểu không? Đó, thì đây là cách để chúng ta làm việc với thuộc tính và phương thức ở bên trong lập trình của đối tượng. Và cụ thể anh để mua cho bạn phần sinh viên này. Đó. Tiếp theo, các bạn hiểu về cơ chế chưa? Thì đó là chúng ta mới tìm hiểu về thằng public và protected. Còn private thì sao? Private thì sao? Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không thể dùng nó ở bên ngoài được và cũng không thể dùng nó được ở trong phần class kế thừa. Vậy thì trước khi anh nói đến cái làm rõ hai cái phương thức này, hai cái cơ chế này, thì anh sẽ nói về kế thừa trước. Bởi vì sao? Protected cho phép dùng ở bên trong class kế thừa được. Đó, nên chúng ta sẽ nói đến kế thừa. Kế thừa trong OP là gì? Thì cái khái niệm này các bạn làm quen ở hầu hết tất cả những ngôn ngữ mà các bạn đã học ở trên trường. Đó. Thì kế thừa là gì? Cái này thì thực tế các bạn cũng nhìn vào những cái case study trong thực tế cũng sẽ rất là dễ hiểu. Ví dụ bố của các bạn có một cái ô tô và các bạn được sử dụng nó. Đó. Thì đó là gọi là kế thừa. Tức là nó là của bố các bạn nhưng các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó. Kiểu như vậy thì đó là kế thừa. Thì trong lập trình nó sẽ định nghĩa một cách máy móc hơn một chút, đơn giản như thế này. Kế thừa là cho phép class con, chính là cái class kế thừa đấy, sử dụng lại nhé các bạn nhé, toàn bộ các thuộc tính, các thuộc tính và phương thức lớp cha
Đó, nhưng với một điều kiện đó là những thuộc tính đó, thuộc tính và phương thức đó là cái phải mang cái cơ chế, nó không được phép mang cơ chế private. Đó, anh lấy ngắn gọn như vậy. Có nghĩa là gì? Những cái thuộc tính và phương thức mà cái class con ấy, nó sử dụng lại ấy, của thằng cha, thì những cái thuộc tính và phương thức của thằng cha đó nó không được mang cơ chế private, được chưa? Bởi vì sao? Private thì nó sẽ không dùng cho kế thừa được, bởi vì nó chỉ dùng trong class thôi. Đó, phải mang cơ chế public hoặc là protected. Đó, ok chưa các bạn? Được chưa? Ok rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Đây, vậy thì quay trở lại đây, anh sẽ có một cái ví dụ hai để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Sang 2.5, chúng ta sẽ nói về kế thừa. Giả sử anh có một cái class là person, nó là một class nói về con người chung, được chưa? Ví dụ đối với con người thì anh cũng có phương thức name, đó, được chưa? Đối với một người thì anh cũng có những thông tin như là số điện thoại. Ok chưa? Rồi đúng không? Ví dụ anh để là Nguyễn Văn An, Nguyễn Mạnh Hùng đi. Đó. Ví dụ số điện thoại anh để là. Đó. Ok chưa? Tiếp theo, anh sẽ có một class là vẫn là class student. Được chưa các bạn? Đó. Bây giờ anh muốn là class student này kế thừa cái class person thì chúng ta sẽ dùng từ khóa để kế thừa. Chúng ta sẽ dùng cái từ khóa là extend như thế này, anh sẽ viết hoa. Đó, chúng ta sẽ dùng cái từ khóa như thế này để kế thừa, và cái cú pháp của nó như thế này. Class 1 tạm gọi như thế này, extend từ class 2. Đó, được chưa? Thì đây là cách viết kế thừa, được chưa các bạn? Đây, thì quay trở lại đây, class student anh sẽ kế thừa person như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Đó, bây giờ anh tạo ra một đối tượng từ thằng student, anh tạo ra một student 1 đi, sẽ bằng new student, có đúng các bạn? Anh khởi tạo một đối tượng từ thằng student thì anh sẽ là new student như thế này, được chưa? Và anh hoàn toàn có thể làm việc này, anh để đây là public, trước hết anh để là public đã. Đây, thì anh hoàn toàn có thể làm việc này, anh gọi đến student cho đến nên, được chưa? Anh chạy nó lên, anh chạy cái example 2 lên. Thì các bạn sẽ thấy là anh lấy ra được cái name có tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Và các bạn thấy một điều đặc biệt ở đây đó là gì? Chúng ta đang tạo ra một đối tượng từ class student. Nhưng các bạn nhìn vào class student, các bạn có thấy cái thuộc tính name và thuộc tính phone không? Class student chúng ta đang chưa khai báo cái gì cả. Chúng ta chưa định nghĩa cái gì ở class student cả. Nhưng anh lại hoàn toàn có thể dùng được cái thuộc tính là name. Bởi vì sao? Bởi vì thằng class student nó đang kế thừa từ class person. Hay nói cách khác là person nó đang là cha của thằng student. Được chưa? Và vì nó kế thừa nên nó có thể sử dụng toàn bộ những cái phương thức của thằng cha của nó là person. Đó, chính vì vậy anh lấy ra được cái name là lấy ra từ thằng cha chứ không phải lấy từ thằng student. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó, chúng ta chạy lên thì như thế này. Nhưng nếu bây giờ anh để như thế này,
thì điều gì sẽ xảy ra các bạn nếu anh để đây là protected và anh sẽ truy cập nó trực tiếp từ bên ngoài class như thế này, thì nó sẽ tuân thủ theo cái nguyên tắc của Chrome protected, có nghĩa là nó sẽ không cho phép truy cập từ bên ngoài, nó sẽ báo lỗi như thế này. Đó, được chưa? Thế lúc này chúng ta muốn lấy ra name thì anh hoàn toàn có thể định nghĩa một cái phương thức get name ở đây. Đó, anh định nghĩa ra cái phương thức get name ở đây và sau đó anh sẽ chạy nó lên. Anh sẽ chạy cái get name này lên như thế này. Anh sẽ return zip để truy cập đến một cái thuộc tính hoặc là một phương thức của lớp cha thì chúng ta vẫn dùng từ khóa zip các bạn nhé. Đó, khi đứng ở bên trong class và chúng ta sẽ gọi đến name. Ok chưa? Đó, thì thay vì lúc này chúng ta truy cập đến name thì chúng ta sẽ đổi nó thành get name như thế này. Có nghĩa là từ class student anh, từ cái đối tượng student anh sẽ gọi đến phương thức get name và từ phương thức get name anh sẽ gọi đến thuộc tính của thằng cha, đó là thuộc tính name. Đó, nó sẽ bắt cầu như vậy và anh sẽ lấy ra được Nguyễn Mạnh Hùng, không có gì thay đổi cả. Ok chưa? Thì qua đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái phương thức protected này nó dùng được cho lớp con. Đây, anh đang dùng nó đây, phương thức protected cụ thể là cái thuộc tính là name anh đang dùng cho lớp con này. Được chưa các bạn? Đó, nhưng nếu anh để đây là private thì chắc chắn là sẽ không dùng được cho lớp con nữa, bởi vì private nó chỉ dùng bên trong lớp của nó thôi. Đây, đó, nó sẽ báo lỗi ngay, có nghĩa là nó sẽ không có cái thằng name này nữa. Được chưa các bạn? Các bạn hiểu chưa? Đó, thì hy vọng là qua ví dụ này các bạn hiểu được cái ý nghĩa của ba cái cơ chế mà anh vừa giới thiệu, đó là public, protected và private. Private thì không cần phải sâu nữa rồi, bởi vì sao? Cứ bên trong class mới dùng được, còn là class kế thừa như kiểu student hay là dùng bên ngoài class đối tượng student như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể dùng được. Ok chưa các bạn? Đó, rồi tiếp tục. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm nữa, đó là override. Override thì cái override này nghĩa là gì? Anh đang không biết là anh biết chính xác không. Override nó là ghi đè dữ liệu, ghi đè dữ liệu. Đó, thì khi nào thì xảy ra cái hiện tượng này và ghi đè dữ liệu là gì? Có nghĩa là cái hiện tượng override nó sẽ xảy ra khi chúng ta kế thừa, khi chúng ta kế thừa như thế này, được chưa? Và ở lớp con và lớp cha có những phương thức hoặc là thuộc tính trùng nhau, có những phương thức hoặc là thuộc tính trùng nhau thì nó sẽ bị ghi đè dữ liệu. Thằng con nó sẽ ghi đè dữ liệu của thằng cha. Anh lấy ví dụ như thế này, anh có một cái example example.php. Đây, anh vào example này. Trong đây anh sẽ tạo ra hai cái class giống như lúc nãy. Anh có class là person mang cơ chế, anh sẽ có một cái thuộc tính là name. Đó, anh sẽ để một cái thuộc tính ở đây là gọi là gì, logic. Đó, ghi đè dữ liệu. Tiếp theo anh sẽ có một cái class là student, được chưa các bạn? Và anh sẽ kế thừa từ thằng person. Đó, ok chưa? Anh vẫn tạo ra một cái đối tượng là student bằng new student. Ok chưa? Và anh hoàn toàn có thể in ra được cái dữ liệu thông báo kia, student.notice. Đó, anh chạy cái ví dụ 3 này lên.
các bạn sẽ thấy là anh lấy ra được cái dòng chữ là ghi đè dữ liệu, thì bản chất là anh đang lấy được cái logic từ thằng cha, được chưa? Bây giờ ở thằng con anh cũng định nghĩa ra một phương thức là logic, anh để là dữ liệu thông báo từ student. Anh chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là à, lúc này dữ liệu của thằng cha chính là cái phương thức, à, cái thuộc tính notice của thằng cha, nó bị ghi đè bởi thằng con. Thằng con đó, nội dung nó ghi đè rồi, nó sẽ lấy cái nội dung của thằng con đó. Nghe thì nó phức tạp thôi, nhưng mà các bạn hiểu cho anh đơn giản như thế này, nó giống như khai báo biến thôi. Các bạn tạo ra một cái biến name bằng 1, sau đó anh lại tạo ra biến name bằng 2, name bằng 3, thì giá trị cuối cùng anh nhận được bằng 3. Bởi vì sao? Đối với cái bản chất thuộc tính nó là biến, bản chất thuộc tính là biến, được khai báo trong class thôi đó. Mà biến thì chắc chắn nó sẽ mang những thuộc tính của biến, mang những tính chất của biến, đó là vì nó hoàn toàn có thể thay đổi trong chương trình từ trên xuống, thì giá trị nó nhận được chính là giá trị cuối cùng gán cho nó. Đây ví dụ thằng này sẽ trả về bài, thì tương tự ở đây cũng như vậy thôi, hai thằng này giống nhau về cơ chế. Đấy, rõ ràng giống nhau về cơ chế và giống nhau về tên biến. Đến khi các bạn khai báo ở trên này rồi lại khai báo lại nó dưới này thì chắc chắn là nó sẽ bị ghi đè, đó là điều chắc chắn, được chưa? Đó thì các bạn hiểu đơn giản như vậy. Đây, tương tự đối với phương thức, ví dụ anh để public function get message. Đây, anh sẽ enter, anh echo luôn. Trong main, trong phương thức của class thì luôn luôn phải là return ấy. Như ở đây anh sẽ echo luôn, viết trở đến notice như thế này. Đó, thì ở dưới này anh sẽ tạo ra một phương thức function, anh cũng để là get message, được chưa các bạn? Và anh sẽ echo ra zip trở đến notice, đó như thế này, ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, bây giờ từ cái đối tượng, từ cái object student này anh sẽ gọi đến get message. Nếu mà chúng ta không có hàm get message ở trên này, vì anh echo rồi nên ở đây anh sẽ không echo nữa. Nếu mà ở phương thức, à, ở class student anh không có cái get message thì anh hoàn toàn có thể lấy ra được cái nội dung ở phía trên này của class child. Đây, nó sẽ như thế này. Đó, thì nó vẫn lấy ra như thế này. Và anh thêm một cái chuỗi này nhỉ, là method, để lấy ra cái method để chúng ta biết được nó đang lấy ra từ thằng child, từ thằng nào. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây, thông báo từ student person get message. Đây, notice, đây như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề ghi đè đây nữa là gì? Vì chúng ta có cái phương thức này nên là, à, có cái thuộc tính này giống ở trên, nên khi lấy ra thằng get message của thằng cha nó sẽ lấy ra cái biến này cơ. Đây này, sẽ lấy ra thằng ở dưới cơ. Đây này, các bạn thấy chưa? Ok chưa? Sẽ lấy ra thằng ở dưới. Các bạn comment cái này đi thì nó sẽ lấy ra thằng ở trên. Đó, ok chưa? Và anh giả sử nếu mà anh để như thế này thì nó cũng sẽ xảy ra cái trường hợp giống như lúc nãy, nó sẽ ghi đè toàn những dữ liệu của thằng cha và nó chỉ lấy ra thằng con như thế này thôi. Đó, ok chưa? Ok chưa? Và anh cũng chấm method ở đây như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Thì đây là hiện tượng ghi đè dữ liệu khi mà thằng ở class con có những tên phương thức hoặc là những phương thức
hoặc là những thuộc tính có trùng tên nhau thì nó sẽ bị ghi đè dữ liệu đó. Và để chống ghi đè thì chúng ta có một cách chống ghi đè dữ liệu override, thì chúng ta sẽ dùng parent. Chúng ta sẽ dùng từ khóa parent như thế này. Đây, anh lấy ví dụ, anh muốn là khi mà anh gọi đến get message, anh lấy ra được cả dữ liệu của cha và cả dữ liệu của con, thì anh sẽ lấy như thế này. Thì anh sẽ dùng từ khóa parent để đảm bảo là chúng ta vẫn lấy ra được cái dữ liệu của cha. Thì chúng ta sẽ để là get message như thế này. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng từ khóa parent gọi đến cái phương thức mà bị ghi đè, cụ thể là phương thức mang tên get name ở đây. Được chưa các bạn? Đây. Anh chạy nó lên. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chúng ta lấy ra được cái nội dung từ hai cái method của thằng cha và thằng con. Anh sẽ echo cái thẻ br này. Như thế này. Đó. Được chưa? Anh sẽ echo thẻ br ra để các bạn thấy được là anh đang lấy được dữ liệu của cả thằng cha và của cả thằng con. Nó đang chưa được này. À đây, cái này này, vì thằng này nó bị ghi đè mà phương thức chúng ta sẽ không xử lý được, thì ở đây anh sẽ để như thế này. Đó, thì chắc chắn là nó sẽ không dùng được của cha con. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, thì đây là liên quan đến vấn đề kế thừa. Và khi kế thừa thì chắc chắn sẽ xảy ra ghi đè dữ liệu, và chúng ta sẽ có cách để giải quyết nó thông qua cái từ khóa là parent. Các bạn hiểu chứ? Anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn cái khái niệm về hằng số. Hằng số trong OP. Thì để định nghĩa một hằng số ở trong PHP, chúng ta sẽ định nghĩa thông qua hàm constant như thế này, và tên hàm như thế này. Đó. Và hằng số luôn phải gắn giá trị value. Được chưa? Thì anh sẽ, cái này thì nó đơn giản thôi, các bạn chỉ cần hiểu cách khai báo và cách gọi nó là được. Anh sẽ có một cái ví dụ số 4. Ví dụ anh định nghĩa ra một cái class vẫn là class student. Được chưa? Trong class student anh định nghĩa ra một cái hằng số. Ví dụ anh để là class là database. Được chưa? Thì liên quan đến database chúng ta sẽ liên quan đến sẽ có các thông tin như là host name này, user name này, password này, rồi liên quan đến database name. Kiểu như vậy thì anh sẽ định nghĩa một cái hàng số hot name sẽ bằng local hot như thế này. Đó. Hay là user name constant user name, thì chúng ta sẽ có ví dụ như là root và sử dụng vậy constant. Ví dụ như chúng ta có user name thì chúng ta sẽ có password. Để chúng ta sẽ có database name, anh để là db name như thế này. Đó, ví dụ anh để là pp class 15. Đó, ok chưa? Thì đây là cách chúng ta định nghĩa một hằng số trong class. Thì đối với pp chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa hằng số theo cách thông thường là chúng ta dùng hàm define như thế này. Của cái hàm define này, và bên này nó sẽ là tên hàm, và bên này là giá trị tương ứng của cái hàm đó. Đó, được chưa? Về ý nghĩa của hàm thì các bạn cũng đã nắm được rồi, anh có giới thiệu bên phần PP cơ bản rồi. Có nghĩa là gì? Hàm nó được định nghĩa cho những trường hợp nó là chúng ta định nghĩa những cái giá trị
trên toàn bộ hệ thống của chúng ta mà nó ít thay đổi nhất, nó ít thay đổi và nó luôn luôn giữ một cái giá trị cố định thì chúng ta sẽ sử dụng hàng, được chưa? Ví dụ như là khi các bạn làm một cái dự án thì chắc chắn là database name các bạn sẽ ít thay đổi, đúng không? Và username và password để có thể login vào mã SQL các bạn cũng sẽ không thể thay đổi được. Các bạn sẽ chỉ set nó một lần thôi và dùng nó mãi, kiểu như vậy. Và cái hot name cũng tương tự như vậy, được chưa? Và tính chất của hàng đó là với một tên hàng thì nó sẽ chỉ có một giá trị thôi. Nếu các bạn cố tình khai báo hai giá trị cho một tên hàng thì sẽ sai như thế này, nghĩa là nó không có khái niệm về ID đề. Đó, bây giờ anh giả sử anh chạy cái này đây, anh sẽ làm database 4 chấm, anh để đến, gọi đến username như thế này và anh cho nó ra, anh chạy nó lên này, anh chạy ví dụ 4 này lên thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái lỗi như thế này, có nghĩa là không thể redefine, không thể định nghĩa lại một cái constant, một cái hàng đó là hot name vì nó đã được định nghĩa ở trên rồi. Chúng ta không thể cố tình ghi đè như thế này được bởi vì hàng nó khác hoàn toàn vì biến, ok chưa? Biến có nghĩa là thay đổi được, biến các giá trị ở trên thì sẽ có giá trị ở dưới, đáng ra kiểu như vậy, nhưng hàng thì hoàn toàn các bạn không thể làm việc đấy, được chưa? Đó, thế để truy cập vào một hàng ở bên ngoài class thì các bạn thấy đơn giản không? Chúng ta không cần phải khởi tạo đối tượng, chúng ta gọi tên class và truy cập trực tiếp vào tên cái hàng đó thông qua cái cú pháp như thế này, bốn chấm như thế này, được chưa? Anh chạy lên này, đó, đúng, được chưa các bạn? Đó, anh chạy lên thì chúng ta được kết quả như thế này. Ví dụ anh echo tiếp, bây giờ để chúng giảm nhé, anh sẽ echo database 4 chấm username hostname là sử như vậy. Đó thì chúng ta sẽ được kết quả như thế này. Thì cái ưu điểm khi mà chúng ta dùng hàng đó là nó truy cập nhanh hơn. Tại sao lại nhanh hơn? Tại vì nó gọi trực tiếp vào thông qua class name như thế này. Chúng ta không cần phải khởi tạo đối tượng làm gì cả. Mà không cần khởi tạo đối tượng thì nó sẽ giảm tải được cái bộ nhớ để tạo ra cái biến đối tượng đó. Có đúng không? Thì chúng ta truy cập nhanh hơn. Và để truy cập vào hàng thông qua bên trong class thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ví dụ anh khai báo một cái phương thức là public function. Function get hot name. Thì chúng ta sẽ có cách truy cập. Đối với hàng chúng ta truy cập bên trong class thì chúng ta sẽ không dùng từ khóa là zip nữa mà chúng ta sẽ dùng từ khóa là cell như thế này. Đó, cell 4 chấm hostname. Ok chưa? Thế lúc này ở bên ngoài anh nếu mà chúng ta muốn truy cập đến một phương thức như thế này thì chúng ta bắt buộc phải khởi tạo đối tượng. Đây như thế này. Anh sẽ bảo new database. Đó, cái này là anh lấy ví dụ thôi. Còn sau này những cái thông tin liên quan đến database mà kiểu con thức như thế này thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ dùng cho nó nhanh. Đó, tên viên trở đến get hot name như thế này. Được chưa các bạn? Và anh phải intro ra vì chúng ta đang winter. Được chưa? Anh chạy lên kết quả không thay đổi. Đó. Thì qua đây các bạn đã hiểu về hàng chưa? Để định nghĩa một hàng trong class của PP thì chúng ta dùng cái từ khóa là constant như thế này. Được chưa? Để truy cập một vào giá trị của một hàng bên ngoài class thì chúng ta dùng theo cú pháp là tên class 4 chấm tên hàng. Và để truy cập đến giá trị của một hàng bên trong class thông qua phương thức thì chúng ta dùng từ khóa cell 4 chấm tên hàng như thế này. Ok chưa? Đó. Thì các bạn nhớ cho anh cái điểm này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm nữa. Đó là khái niệm liên quan đến thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh. Đó. Thì cách định nghĩa của nó đơn giản như thế này. Thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh
thì nó giống là thuộc tính và phương thức ở trong class. Thuộc tính tĩnh là gì? Nó là, anh sẽ định nghĩa thuộc tính tĩnh. Thuộc tính tĩnh là gì? Thuộc tính tĩnh nó là biến được khai báo trong class. Và kèm theo từ khóa static. Static như thế này. Đó, các bạn nhớ cho anh nhé, kèm theo từ khóa static. Thì từ đây các bạn hoàn toàn có thể suy ra được phương thức tĩnh. Thì phương thức tĩnh là gì? Là gì các bạn? Phương thức tĩnh nó là hàm, đó, đơn giản, được khai báo trong class có kèm theo từ khóa static. Anh lấy ví dụ như thế này, anh có ví dụ số 5. Exam5.php. Đây, được chưa? Anh chạy lên. Đây, exam5. Anh sẽ có class student đi. Chúng ta dùng một cái cho quen trước. Ví dụ anh muốn tạo ra thuộc tính tĩnh thì đúng như định nghĩa thì nó sẽ định nghĩa như thế này. Nó là biến được khai báo trong class và có kèm theo từ khóa static. Anh khai báo nó như thế này. Static. Đó, anh khai báo name bằng Nguyễn Văn Anh. Ok chưa? Và sử anh có một cái phương thức tĩnh. Static function. Get name. Đó. Return. Nên như thế này. Ok chưa các bạn? Các bạn thấy đơn giản không? Đó. Thì cách truy cập anh sẽ nói luôn. Cách truy cập. Thì bên ngoài class chúng ta sẽ truy cập vào thuộc tính tĩnh như sau. Chúng ta sẽ đặt class name 4 chấm thuộc tính tĩnh. Đó. Còn đối với phương thức thì chúng ta sẽ cũng truy cập tương tự. Nó sẽ là phương thức. Phương thức lên như thế này. Đó, đây là thuộc tính lên. Đây thuộc tính đó. Ok chưa? Thì đây là cách truy cập đến thuộc tính tĩnh hoặc là phương thức tĩnh ở bên ngoài class. Còn bên trong thì chúng ta dùng từ khóa save. Bên trong class này, chúng ta sẽ dùng cái từ khóa là save như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy nó khá là dễ hiểu. Đó. Thì chúng ta chỉ cần nắm được cái cách dùng nó như thế nào trước đã. Đây, ví dụ anh echo tên class là student 4 chấm nên bao gồm cả đô la nhé. Bởi vì sao? Nó không có đô la phía trước. Đó, anh chạy lên. Anh chạy ví dụ 5 lên này. Đó, các bạn thấy anh lấy ra được giá trị là Nguyễn Văn A. Được chưa? Đó, tương tự đối với phương thức thì anh echo nó ra như thế này. Thì anh lấy ra được cũng giá trị là Nguyễn Văn A. Đó, hoặc là đây anh sẽ mình hot như thế này để các bạn thấy là anh đã access được vào cái phương thức get name rồi đó của student. Các bạn hiểu chứ? Thì đối với thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh, cái ưu điểm của nó là gì? Nó sẽ truy cập khá là nhanh. Bởi vì sao? Nó truy cập ở bên ngoài class này này, nó không cần phải khởi tạo đối tượng, nó truy cập gần giống như là hàng số. Ok chưa? Đấy là cái ưu điểm của nó. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Thì các bạn nhớ cho anh cái điểm này nhé. Các bạn nhớ cho anh cái điểm này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua từng khái niệm của nó. Sau đó chúng ta sẽ thực hành. Mỗi cái này, mỗi khái niệm này chúng ta sẽ có một cái demo để các bạn hiểu. Đó. Tiếp theo thì anh sẽ nói đến một cái khái niệm nữa ở trong
hướng đối tượng đó là khái niệm về idol. Idol trong PP. Thì trong PP từ khóa final nó có ý nghĩa như thế nào? Nó có hai ý nghĩa. Anh sẽ nêu nó ra trước. Sau đó thì anh sẽ demo để các bạn có thể hiểu được. Thì cái ý nghĩa thứ nhất của nó đó là nó dùng để chống ghi đè dữ liệu. Chống ghi đè dữ liệu. Cái ý nghĩa thứ hai đó là chống kế thừa. Kế thừa hay là không cho kế thừa. Tại sao nó lại sinh ra cái từ khóa này? Tại sao nó lại sinh ra cái concept này? Thì tại vì các bạn thấy là đối với một hệ thống lớn, đối với một cái hệ thống lớn, ví dụ như các bạn đọc code của Laravel Framework ấy, thì các bạn sẽ thấy là bên trong nó có rất nhiều class, cực kỳ nhiều luôn đó. Và khi mà nó nhiều class, có những cái class nó là của cả hệ thống dùng chung, thì nó sẽ rất nguy hiểm nếu mà dữ liệu của class đó nó bị ghi đè, nó làm sai dữ liệu hoặc là nó làm chạy bị sai lệch về chức năng của một cái function nào đó. Bởi vì sao? Một class thì chúng ta có thể có rất nhiều class khác kế thừa nó, mà vô tình chúng ta để xảy ra cái hiện tượng là ghi đè dữ liệu thì chắc chắn là cái hệ thống của chúng ta sẽ bị lỗi đó. Thế nên trong thực tế, khi chúng ta phát triển một dự án mà nó có những cái class quan trọng và các bạn không muốn là bất kỳ thằng nào kế thừa nó, chỉ được phép gọi trực tiếp và dùng thôi, thì các bạn sẽ nghĩ đến từ khóa final để các bạn chống kế thừa, không cho phép nó kế thừa đó. Hoặc là các bạn có một cái class và cho phép những thằng khác kế thừa, nhưng bên trong class cha đó nó có những cái phương thức cực kỳ quan trọng mà nó không thể ghi đè được, nó không thể được phép ghi đè. Ghi đè là sẽ xảy ra lỗi, ví dụ như là phương thức connect database kiểu như vậy đó. Thì chúng ta cũng sẽ nghĩ đến từ khóa final để mà chúng ta chống kế thừa, không cho phép những class con kế thừa, không cho phép những class con nó ghi đè dữ liệu của thằng cha đó. Thế để chống kế thừa và chống ghi đè dữ liệu thì nó sẽ có hai cách dùng. Anh có ví dụ như sau. Anh sẽ có ví dụ số 6. Đây. Ví dụ anh có một class là animal, cái lớp động vật. Ok chưa? Và anh có một class là lớp con mèo, thì chắc chắn là mèo vẫn là động vật, sẽ kế thừa từ em đi. Được chưa các bạn? Đó. Thì đối với mèo thì chúng ta sẽ có phương thức ví dụ như là chạy hoặc là kêu. Đó, sao đây, kêu và chạy. Đó, anh giả sử kêu và xử như vậy. Ok chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ tạo ra một cái đối tượng là cat bằng new cat như thế này. Ok chưa? Và anh hoàn toàn có thể intro bằng cat này trỏ đến sao đi như thế này. Ok chưa các bạn? Thì vì anh đang kế thừa nên là anh hoàn toàn có thể dùng được cái class, cái phương thức của lớp cha. Được chưa? Tôi chạy cái ví dụ 6 lên. Anh đang có lỗi là case. Đây, chúng ta không hề có cái class nào là case cả, thì chúng ta là case. Được chưa? Anh chạy lên. Đó, ok. Vậy thì nếu mà anh muốn là anh cũng không muốn bất kỳ class nào kế thừa từ animal, thì anh chỉ cần đặt final trước như thế này, anh chạy nó lên, thì lúc này chúng ta sẽ có lỗi đó. Bởi vì sao? Class final của anh đã cấm không cho kế thừa rồi, ông vẫn cố tình nhận kế thừa, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra lỗi như thế này. Các bạn nhìn thấy đó, được chưa? Anh bỏ đi.
chạy lên. Đó, ok, được chưa? Rồi, bây giờ anh đặt final ở đây thì chắc chắn là sẽ không thể kế thừa được, nên anh sẽ bỏ đi để anh sử dụng kế thừa. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ tạo ra một cái phương thức cũng là sao đi cho con mèo, có nghĩa là đối với con mèo thì nó sẽ có một cái tiếng kêu đặc thù của mèo. Đó, anh cũng định nghĩa lại phương thức sao đi như thế này. Anh sẽ return mèo mèo, giả sử như vậy. Được chưa các bạn? Đó, thì vô hình dung chúng ta tạo ra một cái phương thức có tên và có tên phương thức trùng với tên phương thức của lớp cha, thì vô hình dung nó sẽ ghi đè dữ liệu của cái phương thức sao đinh của cái lớp animal này. Anh chạy lên này. Đó, nó sẽ hiển thị ra cái text này. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì đây là cái tính chất của ghi đè dữ liệu. Các bạn cứ định nghĩa trùng tên thuộc tính hoặc là trùng tên phương thức mà cơ chế của nó không phải là private thì nó sẽ ghi đè ngay. Ok chưa? Bây giờ anh đặt final trước cái phương thức sao đinh của class cha, chúng ta chạy lên chắc chắn là chúng ta sẽ không thể ghi đè được. Nó báo lỗi này, cannot override final method. Đó, có nghĩa là chúng ta cố tình ghi đè cái phương thức sao đinh của lớp cha thì nó sẽ báo lỗi ngay. Ok chưa? Tôi không cho phép anh ghi đè thì nó sẽ lỗi, chương trình sẽ lỗi. Được chưa các bạn? Ví dụ anh đè đây là get sao đinh thì hoàn toàn khác, câu chuyện hoàn toàn khác đây. Thì khi mà anh gọi sao đinh thì chắc chắn phải lấy được của lớp cha, và get sao đinh mới là của nó. Đây, như thế này thì mới là của con mèo. Đó, các bạn hiểu ý nghĩa của final chưa? Thì từng cái khái niệm mà anh đang đưa ra cho các bạn đây này, nó là những cái kiến thức mà chắc chắn khi các bạn đi phỏng vấn về làm backend, làm PP sẽ không trượt câu nào đâu. Thuộc tính là gì, phương thức là gì, thuộc tính tĩnh là gì, phương thức tĩnh là gì, final, long, kế thừa. Đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị hỏi những cái câu hỏi kiểu như vậy. Thì các bạn cố gắng nhớ cho anh. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái khái niệm nữa. Đó là clone. Cái này nghe thì quen đúng không? Clone, người nghĩ đến clone thì hay liên tưởng đến việc nó là ăn trộm. Ăn trộm một cái gì đó của người khác thì nó gọi là clone đúng không? Lấy về giống y hệt không khác gì cả thì nó gọi là clone. Thì trong lập trình hướng đối tượng nó có cái khái niệm này, và ý nghĩa của nó cũng giống như anh vừa nói, có nghĩa là nó lấy của một ông khác sang giống như lúc luôn. Đó, tuy nhiên thì trong lập trình thì ý nghĩa của nó còn hay hơn thế cơ. Thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Có nhanh quá không cả lớp? Alo, lớp mình có thấy nhanh quá không? Phúc học rồi nên là không nhanh là đúng rồi. Phần này anh nhớ là Phúc học ở bên lớp Laravel. Rồi, ok. Những bạn khác thì sao? Anh đi có nhanh quá không? Ok, Nam thì cũng làm nhiều rồi. Quan trọng là những bạn khác. Bạn khác đâu hết rồi. Thì thực tế là khi mà học lập trình, các bạn sẽ thấy là chúng ta không áp dụng một cái bài toán tư duy cho cả một bài toán lớn ngay. Chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra. Chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra và giải quyết cái vấn đề nhỏ đó. Và cả một cái dự án lớn, cả một cái project lớn, nó là từng cái mảnh ghép nhỏ nó ghép lại với nhau. Tất nhiên là nó sẽ ghép, nó có hệ thống, có logic, để mà đến khi ghép lại với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái tổng thể chạy một cách ok nhất. Đó, thì đấy là cái cách tư duy khi các bạn làm một project hay là giải quyết một vấn đề, cứ chia nhỏ nó ra. Thì phần hướng đối tượng để nói thì nó sẽ rất là to tát, nhưng mà đi vào từng cái khái niệm thì anh sẽ có từng cái demo kiểu như vậy, như anh đang làm với các bạn, để các bạn có thể hiểu được. Rồi, tiếp tục anh sẽ nói đến clone.
Thì bản chất của clone nó là tạo ra một cái đối tượng mới, tạo ra một đối tượng mới từ một đối tượng cũ có sẵn. Nhưng vấn đề quan trọng đó là cái đối tượng mới này khi mà nó thay đổi nó không làm ảnh hưởng đến cái đối tượng cũ nó. Khi có thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng đến đối tượng cũ. Ok chưa? Đây, anh lấy ví dụ như thế này. Anh có ví dụ số 7. Example.pin. Ví dụ anh vẫn lấy ra cái bài toán là animal kia. À sorry, bài toán rồi anh sẽ lấy ra một cái, tạo ra một cái class là animal. Đó, được chưa? Trong class animal này anh sẽ có một cái phương thức public, anh sẽ là set name, đó có nghĩa là anh sẽ gán giá trị cho phương thức set name. Thì khi mà set name thì anh sẽ truyền giá trị cho nó là value như thế này, và anh có một cái thuộc tính name như thế này, được chưa các bạn? Và anh có một phương thức là get name. Đó. Thì qua đây các bạn cũng làm quen với cái khái niệm set get ở trong lập trình với đối tượng. Đó, set có nghĩa là chúng ta truyền cái giá trị vào trong phương thức và chúng ta sẽ gán nó cho một thuộc tính nào đó. Thì thông thường chúng ta làm những công việc đó thì chúng ta sẽ luôn bắt đầu bằng cái từ khóa là set. Và cụ thể đây, mỗi lần set thì anh sẽ set cho thành name. Đó, có giá trị bằng cái value mà anh truyền vào. Thì đối với những cái phương thức set thì chúng ta sẽ không cần có giá trị trả về, bởi vì nó set và nó gán giá trị vào đây thôi, trả về cũng không để làm gì cả, được chưa? Và những cái mà mang phương thức là get thì chúng ta sẽ luôn có return trả về như thế này. Ở đây anh get là anh get cái name đó, ok chưa? Bây giờ anh muốn tạo ra một cái animal có tên là gì đó, ví dụ như là con mèo. Get bằng new animal. Đó, ok chưa? Anh muốn đặt tên cho con mèo này thì anh sẽ get trở đến set name. Được chưa các bạn? Anh truyền tên vào, ví dụ như là con mèo A. Đó, anh echo. Thì lúc này anh muốn lấy ra cái tên mà anh đã set cho con mèo này thì anh sẽ gọi từ đối tượng là get trở đến get name, thì anh sẽ lấy ra được cái tên của con mèo mà anh vừa đặt. Đây, anh chạy cái ví dụ 7 này lên. Đó, thì nó là con mèo A. Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục, anh sẽ làm gì? Bây giờ anh muốn tạo ra con mèo B thì anh sẽ phải tạo ra một cái két B như thế này đúng không? Đây anh để là két A cho nó dễ hiểu. Đó, con mèo A, con mèo B. Anh muốn tạo ra một cái đối tượng tiếp theo thì chúng ta phải khởi tạo đối tượng thôi. Name animal. Đó, được chưa các bạn? Sau đó thì anh làm gì? Anh cũng sẽ set két B, anh set name cho nó là con mèo B. Và cuối cùng anh sẽ echo cái get B, lấy ra tên của con mèo B mà anh vừa set thông qua phương thức get name như thế này. Anh sẽ echo BR ở trên để chúng ta chứng tỏ. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là à, anh lấy ra được cái get name và set name của hai con mèo này. Ok chưa? Thì một câu hỏi đặt ra là à, nếu mà anh tạo ra n con mèo thì anh sẽ phải khởi tạo đối tượng n lần. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Đó. Và các bạn biết là mỗi lần khởi tạo thế này thì chương trình của chúng ta nó sẽ bị chậm.
hơn so với cái việc chúng ta không cần phải khởi tạo. Được chưa? Đó, vậy bài toán là có cách nào để chúng ta không cần khởi tạo mà vẫn tạo ra được con mèo B thì không? Có, hoàn toàn có. Chúng ta có thể gán luôn như thế này. Con mèo B bằng con mèo A. Tức là anh gán luôn ở trên. Đó. Được chưa? Anh sẽ gán nó như thế này. Ok chưa? Và lúc này anh chạy nó lên. Vì ở trên anh echo được con mèo A thì mọi thứ vẫn giữ nguyên. Xuống dưới này anh lại echo con mèo B thì vẫn giữ nguyên. Đúng không? Nhưng lúc này anh giả sử anh đưa cái việc lấy tên con mèo A sau con mèo B, tức là anh muốn in con mèo B trước rồi anh mới in ra con mèo A như thế này, thì điều gì sẽ xảy ra? Đây, đây con mèo A anh lấy ra lên, con mèo B anh lấy ra lên, anh chạy nó lên này. Đó, thì các bạn thấy là gì? Điều gì xảy ra? Thì điều xảy ra ở đây có nghĩa là cái đối tượng con mèo B sau khi được gán bằng đối tượng con mèo A và nó xét lên, con mèo B xét lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến con mèo A. Thay vì con mèo A có nên là A thì bây giờ nó bị chuyển lên thành B rồi. Có nghĩa là cái đối tượng két A này của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi két B sau khi mà két B nó làm những công việc này. Được chưa các bạn? Vậy có cách nào để chúng ta thỏa mãn được hai cái tiêu chí, đó là không cần phải khởi tạo đối tượng, vẫn tạo ra được con mèo B nhưng không ảnh hưởng đến con mèo A, thì chúng ta sẽ dùng đến từ khóa plot như thế này. Được chưa? Lúc này anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy là A, con mèo B sau khi được gán thì nó vẫn là thuộc của thằng B, còn thằng A nó xét ở trên như thế nào bây giờ xuống dưới này nó giữ nguyên như thế, không bị ảnh hưởng. Được chưa các bạn? Các bạn hiểu về ý nghĩa của thằng clone chưa? Và khi mà dùng clone thì chắc chắn là chương trình của chúng ta nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì sao? Nó giảm thiểu cái việc phải khởi tạo đối tượng nhiều lần. Các bạn có hiểu không? Chúng ta không cần phải khởi tạo đối tượng nhiều lần mà chúng ta vẫn có thể tạo ra được một đối tượng mới, không ảnh hưởng đến đối tượng cũ. Đó, thì đấy là ý nghĩa của cái thằng clone trong Putin. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái khái niệm nữa, đó là constructor và destructor. Mọi người hay gọi là hàm hủy và hàm khởi tạo. Construct. Trong Putin nó sẽ viết như thế này. Trong Java nó sẽ khác một chút. Đó, và destruct. Đó, được chưa? Mọi người hay gọi nó là hàm hủy và hàm khởi tạo. Hàm khởi tạo sorry, thì chúng ta đi theo thứ tự từ trái sang, hàm khởi tạo và hàm hủy như thế này. Được chưa? Thì bản chất của nó thì nó không hủy, không khởi tạo gì cả. Bản chất của nó là người ta dựa vào, chúng ta khi làm việc với hai hàm này, chúng ta dựa vào cái cơ chế hoạt động của hai hàm này để chúng ta thực hiện công việc của chúng ta cần, chứ nó không có vai trò hủy hay khởi tạo nhé. Các bạn nhớ cho anh như vậy. Thì constructor nó hoạt động như thế nào? Nó được chạy ngay sau khi có đối tượng được khởi tạo của class. Từ class. Đó, và nó chạy đầu tiên luôn. Đầu tiên nó chạy đầu tiên các bạn nhé, chạy trước tất cả các method của class đó, chạy trước tất cả các method. Class đó, thì đấy là ý nghĩa của construct. Anh lấy ví dụ như thế này, anh có ví dụ số 7 là số 8, exam8.php. Đây, anh chạy nó lên như thế này. Ví dụ anh vẫn có class là student. Được chưa? Student.
Trong tư tưởng anh sẽ có concept như thế này. Được chưa các bạn? Anh có phương thức concept. Và bên trong phương thức concept thì anh sẽ intro là một cái ví dụ như là đã chạy vào concept. Phương thức concept. Đó. Hoặc là các bạn có thể dùng cái từ khóa method này, các bạn thấy là nó đã chạy vào rồi, kiểu vậy, được chưa? Sau đó thì anh sẽ có một phương thức public function, set name là set tên trước, set tên sinh viên. Đó. Anh sẽ có thuộc tính name đây, private name. Thì đây anh sẽ truyền vào set name, truyền vào public. Đó. Anh sẽ gán name bằng value, value. Ok chưa? Và anh có phương thức get name. Anh sẽ return zip trở đến get name như thế này. Bây giờ anh khởi tạo một đối tượng student. Anh chỉ khởi tạo thôi nhé. Bình thường các bạn muốn gọi lấy ra giá trị của các phương thức thì các bạn sẽ phải từ cái đối tượng vừa được khởi tạo các bạn trỏ đến phương thức mà các bạn muốn lấy giá trị, đúng không? Thì ở đây chúng ta thử chạy cái này lên xem. Anh chạy cái số 8 lên. Các bạn sẽ thấy là nó chạy luôn cái phương thức còn chắc đây. Mặc dù là anh mới chỉ khởi tạo thôi, nó đã chạy luôn vào đây rồi. Đó, ok chưa? Hay nói cách khác là con chapter nó sẽ chạy ngay sau khi có đối tượng được khởi tạo từ class chứa nó, class student chứa hàng con chapter này. Và khi có đối tượng được khởi tạo từ class student thì hàng con chapter nó sẽ chạy ngay. Được chưa các bạn? Được chưa? Thì đấy là ý nghĩa của hàng constructor. Chính vì nó luôn luôn chạy đầu tiên nên là chúng ta hay ứng dụng nó vào những công việc như là khởi tạo section, khởi tạo kết nối database, khởi tạo một công việc gì đó, kiểu kiểu như vậy. Chứ nó vai trò của nó không phải là để khởi tạo, nó không có chức năng của nó không phải là để khởi tạo, mà chúng ta dựa vào cái cơ chế hoạt động của nó để chúng ta khởi tạo những công việc mà chúng ta muốn. Các bạn hiểu rõ ràng như thế cho anh nhé, được chưa? Còn đối với hàng get chắc thì sao? Public function get chắc. Đó, anh sẽ echo ra như thế này, đã chạy vào phương thức get chắc. Ok chưa? Thì phương thức get chắc nó cũng được chạy ngay sau khi có đối tượng được khởi tạo từ class. Đối tượng được khởi tạo từ class. Đó, các bạn đọc qua thì các bạn sẽ thấy là nó giống với con chắc, nhưng ngược lại nó chạy cuối cùng. Nó chạy sau tất cả các phương thức trong class. Có nghĩa là nó chờ những phương thức khác chạy xong nó mới chạy. Anh lấy ví dụ như thế này. Bây giờ anh sẽ chứng minh cho các bạn là test chắc cũng sẽ chạy ngay sau khi có đối tượng được khởi tạo này. Đây. Thì lập tức thằng test chắc nó chạy luôn này. Anh đặt cái BR đây để các bạn nhìn cho dễ. Sẽ xuống dòng như thế này, được chưa? Cứ khởi tạo đối tượng của phần từ class là hai thằng này nó sẽ chạy ngay, nhưng mà thằng này chạy đầu tiên, sau đó mới đến thằng này. Đây các bạn thấy này, đét chắc chạy trước, và con chắc chạy trước, đét chắc chạy sau. Đó, tiếp tục anh lấy ví dụ như thế này, anh set lên, student, anh set lên bằng
Đó, anh giả sử như vậy. Và anh sẽ echo ra cái name mà anh vừa set từ đối tượng student. Anh sẽ get name như thế này. Ok chưa? Và anh chạy nó lên. Anh đang bị lỗi gì đó. Get name, set name. À, ở đây anh đang bị sai này. Đây chúng ta phải lấy ra name chứ. Gọi là chính nó thì nó sẽ mẫu luẩn quẩn và nó sẽ bị memory. Yeah. Đây. Đó, Nguyễn Sinh Hùng. Anh echo cái này ra. Anh cũng sẽ nối chuỗi. Đây. Thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy điều gì? Đó, nhìn vào đây các bạn sẽ thấy điều gì? Thằng nét chắc nó sẽ luôn luôn chạy cuối cùng. Nó nhường cho những cái phương thức khác chạy trước. Mặc dù là sao? Mặc dù là nó được chạy ngay sau khi có đối tượng được khởi tạo này. Được chưa? Đó, có nghĩa là anh khởi tạo đối tượng mà không có bất kỳ công việc gì phía sau nữa thì nó sẽ chạy ngay. Đây, được chưa? Nhưng nếu có những công việc phía sau nữa đây, anh set rồi anh get, thì nó sẽ ưu tiên những cái phương thức bên trong cái class đó chạy trước. Đây, nó ưu tiên thằng set nên chạy trước, rồi ưu tiên cho thằng get nên chạy trước, rồi nó mới chạy. Đó, các bạn vẫn thấy là nó in ra cuối cùng. Lớp mình có hiểu những chỗ này không? Đó, vì bản chất của nó là nó chờ cho mọi thứ chạy xong rồi nó mới chạy. Thế nên thằng nét chắc này nó hay được dùng vào trong công việc là hủy kết nối, hủy session, hay là đóng kết nối file, đóng kết nối database, kiểu như vậy. Dựa vào cơ chế của nó chúng ta sẽ dùng nó vào công việc như vậy. Chứ chức năng của nó không phải là để hủy, mà chức năng của nó sẽ do chúng ta quy định. Được chưa? Và chúng ta sẽ dựa vào cơ chế đó, chúng ta sẽ sử dụng cho nó phù hợp. Các bạn hiểu về contract và deadchuck chưa? Lớp mình đã hiểu về contract và deadchuck ở trong thằng PP chưa? Các bạn ít hỏi thế. Rồi, tiếp theo anh sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cái khái niệm nữa. Đó là liên quan đến phương thức có tham số truyền vào và chờ chút. Anh sẽ nói thêm một chút về contract. Thì trong PP, nếu mà các bạn muốn định nghĩa một cái phương thức contract mà không muốn dùng tên hàm là contract như thế này, thì các bạn hoàn toàn có thể làm như thế này. Anh tạo ra một cái ví dụ số 9. Xa 9.pp. Có nghĩa là anh sẽ nói về vấn đề đó là class. Khi chúng ta sử dụng, anh xem đã quay lại chưa? Khi mà chúng ta tạo ra một class có phương thức contract và chúng ta có tham số truyền vào cho phương thức contract đó, thì cái cách khởi tạo class của chúng ta nó sẽ thay đổi. Đó, thì anh sẽ nói về cái trường hợp là contract có tham số truyền vào. Có tham số truyền vào. Cái này các bạn sẽ gặp rất nhiều khi mà các bạn làm việc với Laravel Framework. Đó, anh lấy ví dụ. Ở ví dụ số 9 này, anh sẽ lấy ví dụ như thế này. Ví dụ anh có vẫn là Class Student. Được chưa? Trong Class Student anh cũng có name. Anh có name. Anh có email. Anh có phone. Đây là phô như thế này. Đó, được chưa? Anh có phương thức contract như thế này. Đó. Nhưng nó đặc biệt là contract của chúng ta lại có tham số truyền vào. Chúng ta truyền vào name, email và phone như thế này. Đó, được chưa? Và khi truyền vào thì anh sẽ gắn giá trị cho các thuộc tính là name sẽ bằng cái name mà chúng ta truyền vào,
email sẽ bằng cái email mà chúng ta truyền vào. Đó, phone sẽ bằng cái phone mà chúng ta truyền vào. Như thế này. Link trở đến phone. Như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Đó, và anh giả sử anh có một cái phương thức là public function get student get info, lấy ra thông tin của sinh viên. Đó, anh sẽ return như thế này. À, tên của bạn là, anh sẽ nối chuỗi là gì, name, viết cho đến name. Đó, ok chưa? Anh sẽ khai báo một cái gọi là content info đi. Anh sẽ có một info như thế này, được chưa? Sau đó anh sẽ nối chuỗi bằng dấu chấm như thế này. Email của bạn này. Đây, anh sẽ in ra là email. Tiếp theo, anh sẽ nói đến in ra số điện thoại của bạn này. Được chưa? Thì anh sẽ để là phone như thế này. Ok chưa các bạn? Được chưa? Và cuối cùng anh sẽ return cái info này. Đó, tất cả các thông tin này anh đều xuống vào. Đấy. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì có một vấn đề, đó là cái hàm contract này của chúng ta này, nó được chạy ngay sau khi đối tượng được khởi tạo. Mà bình thường chúng ta muốn dùng phương thức trong class thì chúng ta sẽ phải khởi tạo đối tượng trước, đúng không? Chúng ta sẽ phải làm cái việc này trước, bằng new student như thế này trước, có đúng không? Đó, sau đó thì chúng ta mới dùng đối tượng này trỏ đến tên phương thức mà chúng ta sử cần gọi đến, ví dụ như là get info như thế này. Đó, được chưa? Đó, nhưng vấn đề là ngay khi đối tượng student này được khởi tạo thì cái phương thức này nó đã chạy, mà phương thức này thì lại cần tham số truyền vào, thì chúng ta truyền nó kiểu gì? Đó, chúng ta sẽ không thể chạy như thế này được. Bởi vì sao? Chúng ta chạy như thế này là chúng ta chạy muộn, có đúng không? Lúc này chúng ta mới đi truyền tên là Đức Anh này, rồi là anh nd @gmail.com, rồi chúng ta mới chuyển số điện thoại vào như thế này thì chắc chắn là sẽ không được, đúng không? Bởi vì ngay sau khi đối tượng này được khởi tạo thì thằng này đã chạy, mà chúng ta không truyền gì vào, đến xuống đây chúng ta mới truyền thì chắc chắn chương trình của chúng ta sẽ bị lỗi. Anh chạy cái số 9 lên, đó, nó sẽ bị lỗi thông báo là argument cao. Khi các bạn gặp cái lỗi argument và to fill argument này thì các bạn nghĩ đến việc là nó có một cái phương thức nào đó cần truyền tham số vào, nhưng mà chúng ta không chịu truyền nên nó mới dẫn đến cái lỗi này. Được chưa? Ok chưa? Đó, thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán bằng cách đó là trong khi phi nó hỗ trợ chúng ta cái cách làm như thế này. Có nghĩa là chúng ta vừa khởi tạo đối tượng tên class và truyền luôn những tham số mà chúng ta cần truyền, và biến cái tên class này thành một cái function như thế này. Ok chưa? Bây giờ những cái chỗ đây thì chúng ta vừa khởi tạo và vừa truyền giá trị, cuối cùng chúng ta lấy ra cái info như thế này. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Đó, và còn một điểm nữa, đó là bản chất của hàm contract này nó chính là hàm mà có tên hàm trùng với tên class. Nếu anh thay tên class ở đây, tên method contract ở đây bằng student và trùng với tên của class thì các bạn sẽ thấy nó không khác gì nhau. Đúng, đó lỗi. Method with same name class with not contract in future version. À rồi, từ version anh không nhớ chính xác là version bao nhiêu,
nhưng mà nó sẽ có một cái báo lỗi, chương trình vẫn chạy nhá các bạn nhá, nhưng mà nó có một cái warning như thế này, một cái cảnh báo như thế này, có nghĩa là cái cách mà chúng ta viết như thế này ạ, nó không hỗ trợ cho cái PP future này, những version này nữa. Đây này, ngày trước thì được, bây giờ thì không được nữa. Có nghĩa là viết như thế này nó sẽ không đúng theo gọi là convention của nó nữa rồi. Chúng ta nên dùng đúng chuẩn contract. Đó, đấy là một cái lưu ý thôi. Trước đây ở những lớp trước thì anh có demo những cái phần này thì vẫn chạy rất là ok, nhưng mà version 5.6 được chưa các bạn? Bây giờ PP đang là version 7.4 rồi. Đó, thì các bạn lưu ý cho anh cái điểm này. Ok chưa? Thì đây là một cách để chúng ta có thể tạo ra một đối tượng và truyền giá trị vào constructor. Và khi khởi tạo thì chúng ta sẽ truyền như thế này. Đó là cái các bạn cần lưu ý cho anh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm nữa. Rồi, ok. Anh sẽ nói đến một khái niệm tiếp theo. Đó là abstract. Abstract. Đó. Abstract nó là một trong những khái niệm khá là quan trọng ở trong lập trình của đối tượng. Bởi vì chúng ta sử dụng abstract để chúng ta tạo ra được những quy chuẩn, tạo ra được những quy định cho cái project của chúng ta. Ví dụ như là khi anh sử dụng cái class này, anh kế thừa class này, anh bắt buộc là anh phải định nghĩa cho tôi cái method như thế này. Nếu anh không định nghĩa là sẽ lỗi, kiểu như vậy, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta được một cái rule, một cái rule để chúng ta làm việc với nhau. Thì khái niệm về abstract nó cũng khá là quen thuộc đối với những bạn đã học ở bên Java rồi, và đối với những ngôn ngữ khác nên có hướng đối tượng nó cũng tương tự như vậy. Thì trong PP nó định nghĩa đơn giản như thế này, class abstract. Class abstract nhé. Class anh sẽ định nghĩa gọn như thế này. Nó sẽ hơi trừu tượng một chút. Đây là lớp trừu tượng. Class abstract là lớp mà có phương thức trừu tượng. Trừu tượng. Được chưa? Một class abstract nhé, là sẽ phải có phương thức trừu tượng. Ok chưa? Những class khác kế thừa từ class trừu tượng đó, class abstract. Những cái class khác các bạn nhé, kế thừa class abstract đó sẽ phải định nghĩa lại những phương thức abstract có trong cái class abstract đó, nghe thì nó sẽ hơi trùng lặp và hơi trừu tượng một chút, nhưng mà các bạn, anh demo các bạn sẽ hiểu ngay. Đó, nói tóm lại về lý thuyết thì nó đơn giản như vậy. Một class abstract nó phải là một class có phương thức abstract, và bên trong cái class abstract đó, những class mà sử dụng kế thừa cái class abstract đó thì sẽ phải định nghĩa toàn bộ những phương thức abstract có trong cái class abstract đó, kiểu như vậy. Được chưa? Thế đối với abstract thì các bạn cứ hình dung đơn giản như thế này. Anh sẽ lấy ví dụ, sau đó thì anh sẽ giải thích thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Anh sẽ có ví dụ số 10. Đây, ví dụ anh có một cái class là xe. Anh lấy luôn ví dụ về xe đây. Đó, ok chưa? Đây là một class abstract nên anh sẽ định nghĩa thông qua từ khóa abstract class như thế này. Và bên trong này anh sẽ định nghĩa ra một abstract class. Đó là abstract method.
Static function, abstract function. Anh sẽ để là bánh xe. Bánh xe như thế này. Đó. Và cái này nó sẽ không có gì cả. Nó sẽ không làm gì cả. Được chưa? Đó. Sau đó anh sẽ định nghĩa ra một cái phương thức abstract là khung xe. Được chưa này? Đó. Và anh sẽ định nghĩa ra một cái abstract đó là hành xe. Hành xe như thế này. Anh tạo ra một cái lớp abstract là xe. Sau đó anh sẽ tạo ra một cái lớp là xe máy. Xe máy. Và nó sẽ kế thừa từ lớp xe. Ok chưa? Sau đó anh sẽ chạy nó lên. Anh tạo ra một đối tượng là xe máy như thế này. Bằng new xe máy. Anh chạy cái chương trình này lên. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức anh sẽ bị lỗi. Class xe máy chứa 3 cái abstract method cần phải định nghĩa. Được chưa các bạn? Đây. Anh khởi tạo lên như thế này thì anh sẽ bị lỗi. Nhưng bây giờ anh sẽ tạo ra như thế này. Anh sẽ tạo phương thức function là bánh xe. Đó. Anh sẽ tạo ra, anh chưa làm gì cả, anh mới định nghĩa thôi. Function là khung xe. Và anh sẽ định nghĩa ra phương thức đó là phanh xe. Đó, ok chưa? Thì lúc này, ví dụ anh return method như thế này. Cái này anh cũng sẽ return ra cái method. Rồi, anh chạy nó lên. Thì trước hết là chương trình của chúng ta sẽ không bị lỗi nữa. Được chưa? Và bây giờ anh thử echo một cái ví dụ như là xe máy. Anh sẽ gọi đến bánh xe. Như thế này. Và anh chạy nó lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chương trình của chúng ta nó chạy ra cái nội dung là xe máy. Nó chạy vào cái phương thức bánh xe của class xe máy. Được chưa các bạn? Thì từ đây các bạn sẽ quay trở lại cái phần lý thuyết mà chúng ta vừa ghi, khái niệm mà chúng ta vừa ghi. Đó là gì? Một lớp abstract là một lớp bên trong đó có các phương thức abstract. Đây, các phương thức abstract đây. Được chưa? Những class khác chính là class xe máy. Khi kế thừa cái lớp abstract đó chính là class xe. Được chưa? Những class khác khi kế thừa cái lớp abstract đó, nó sẽ phải định nghĩa toàn bộ những cái phương thức abstract có trong cái class abstract đó. Đó. Thì nhìn cụ thể vào đây, các bạn sẽ thấy là khi cái lớp xe máy này kế thừa từ lớp xe, nó sẽ phải định nghĩa lại, định nghĩa lại cái phương thức bánh xe của cái lớp xe, định nghĩa lại phương thức khung xe của lớp xe và định nghĩa lại phương thức phanh xe của lớp xe. Được chưa các bạn? Về mặt quản lý hay là về mặt ràng buộc thì các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này. Có nghĩa là gì? Tôi tạo ra một cái quy chuẩn, cái ông abstract xe này, cái ông class abstract xe này tạo ra một cái quy chuẩn về xe. Ok chưa? Một cái bản vẽ về xe, một cái quy chuẩn về xe. Đó. Và từ cái quy chuẩn về xe này, ông đó có thể tạo ra rất nhiều các loại xe khác nhau, như là xe máy, xe đạp, xe ô tô. Nhưng để đảm bảo nó là đúng theo cái quy chuẩn mà tôi quy định thì cái xe của ông phải có bánh xe, phải có khung xe và phải có phanh xe thì ông mới đáp ứng được cái nhu cầu của tôi. Ông mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà tôi đưa ra. Đó. Thì ý nghĩa của thằng abstract này là nó để tạo ra cái sự ràng buộc mang tính chặt chẽ khi mà một cái class con sử dụng kế thừa lại cái class cha đó.
Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó. Còn về mặt quản lý thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra được cái rule cho những cái người sau khi mà sử dụng lại cái phương thức mà ông này ông định nghĩa, bắt buộc ông phải định nghĩa cho tôi những cái này. Đó, tôi chưa quan tâm là trong đây ông sẽ làm những việc gì, nhưng khi mà ông kế thừa từ xe này của tôi thì ông sẽ phải định nghĩa lại những thằng này cho tôi. Đó, và khi tôi nhìn vào code của ông tôi thấy có những cái phương thức này thì là ok. Đó, nếu không có nghĩa là ông đang làm sai và thậm chí là chương trình sẽ không thể chạy được. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó, thì đấy là ý nghĩa của lớp abstract trong phần PP, lớp abstract trong phần đối tượng đó. Được chưa các bạn? Đây. Và trong một lớp abstract nhé, trong một lớp abstract thì nó có thể có những phương thức thường. Ví dụ anh có một cái lớp public function, ví dụ anh get color để anh lấy ra cái màu xe đó, thì sẽ return là method như thế này. Ok chưa? Thì xuống dưới này anh hoàn toàn anh có thể lấy ra màu xe, vì anh kế thừa anh sẽ get color như thế này. Anh chạy lên thì anh sẽ chạy vào, lúc này sẽ là anh chạy vào cái phương thức get color của cái lớp xe. Được chưa các bạn? Các bạn hiểu cái điểm này chưa? Đó, thì quay lại cái ví dụ, cái lý thuyết này các bạn sẽ thấy nó không khác gì cả. Đó, một lớp abstract là một lớp trong đó có những phương thức abstract, các lớp khác kế thừa từ cái phương thức kế thừa từ lớp abstract đó sẽ phải định nghĩa lại toàn bộ những phương thức abstract trong cái lớp abstract đó. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Và đây gọi là lớp trừu tượng. Ok chưa? Lớp mình hiểu điểm này chưa? Tiếp tục anh sẽ nói về một khái niệm nữa, cái phần cơ bản nhất trong OP, nó là interface. Interface, cái này thì các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều rồi. Đó, thì còn một điểm nữa, đó là bản chất của thằng abstract và interface thì nó là kế thừa thôi. Đó, thì interface nó là gì? Nó tạo ra cho chúng ta những cái bản chất của thằng interface là kế thừa. Đó, kế thừa. Ok chưa các bạn? Là kế thừa. Và nó tạo ra cho chúng ta những cái future, những tính năng độc lập và chúng ta có thể sử dụng nó ở bất kỳ class này. Các quy định. Các tính năng này. Và chúng ta anh lấy ví dụ như thế này, anh có ví dụ số 11, sang 11.php. Đây, thì để định nghĩa một interface chúng ta sẽ định nghĩa như sau. Chúng ta sẽ định nghĩa khai báo, thì chúng ta sẽ dùng cái từ khóa interface như thế này và tên interface này. Ok chưa các bạn? Bên trong interface nó là các method và không có gì cả. Function. Ví dụ anh để là text. Đó. Function thứ hai anh để là sang. Giả sử như vậy. Đây, anh giả sử anh tạo ra một cái interface trong ví dụ số 12 này. Số 11 sorry các bạn. Anh sẽ tạo ra một cái interface, ví dụ anh để là interface, ví dụ anh để là swim, đó, một cái interface về bơi, có nghĩa là cứ ông nào mà muốn bơi, muốn có khả năng bơi thì ông đó sẽ sử dụng cái interface là bơi, đó, và trong đây
anh sẽ để một cái gọi là bơm stream. Đây, ví dụ anh để function đó thì anh sẽ để là stream đó, được chưa bạn, được chưa? Ví dụ anh tạo ra một cái interface là bay, là bay liên quan đến sky, nó liên quan đến bay thì mình sẽ bay, thì anh sẽ định nghĩa ra một cái gọi là bay như thế này. Wow. Đó, được chưa? Và anh định nghĩa là một âm có khả năng nhìn hát. Đó, interface liên quan đến hát thì sẽ là sinh. Đó, ví dụ như là anh để đây là can fly. Can fly có thể bay. Đó, can swim. Can swim có thể bơm, kiểu như vậy. Được chưa các bạn? Ví dụ anh tạo ra một cái phương thức là một class là animal. Đó, ok chưa? Thì trong cái lớp động vật này thì để đảm bảo nó là một loài động vật thì nó sẽ phải có chân, đúng không? Anh sẽ tạo ra một cái lớp abstract như thế này. Abstract animal, anh sẽ có phương thức abstract. Ví dụ như là phải có chân, phải có tay, kiểu như vậy. Ví dụ rồi phải có chân đi. Và rồi ok, anh về là phải có chân. Function, nếu đã là động vật chung chung thì nó sẽ phải có chân. Ví dụ như vậy nhé, rất nhiều động vật không có chân thôi, nhưng mà chúng ta sẽ lấy như vậy để chúng ta hiểu lại, hoặc là anh lấy một cái chung hơn, một cái điểm chung hơn để các bạn hiểu. Ví dụ như nếu để đảm bảo cái này là động vật thì nó sẽ phải có đầu, là sự như vậy, nó phải có cái đầu, được chưa? Và nó phải có cái mắt, là sự như vậy, object function có mắt. Mắt anh biết như này đúng nhỉ? Rất quen mà quên rồi. E rồi anh sẽ lấy phần chat của các bạn. E viết ra thì thấy nó viết sai. Đây, đó, nó phải có mắt như thế này. E rồi, ok chưa? Thì giả sử anh sẽ tạo ra một con mèo, một con mèo là cat. Anh kế thừa từ lớp animal, anh extend từ animal, được chưa? Thì các bạn hiểu interface nó như là một cái khuôn mẫu để nó quy định chức năng, tính nó quy định một cái chức năng cho một cái đối tượng nào đấy. Ví dụ như là nó là con mèo, thì con mèo này là động vật thì nó phải đảm bảo là nó phải có đầu, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải định nghĩa đầu cho nó. Public function has như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, anh sẽ return report. Đó, được chưa? Được chưa? Run lên chạy. Ví dụ anh đèn là function can run, có thể chạy đấy. Đó, ok chưa? Rồi, ví dụ anh tạo ra một con là một con chim, sẽ là bird như thế này, và cũng kế thừa từ animal. Thì để đảm bảo con chim này nó cũng là động vật đúng không, thì nó cũng sẽ phải có đầu và có mắt. Public function e, đó, được chưa? Thì con chim này nó cũng sẽ phải có đầu và có mắt.
Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Anh sẽ chạy cái ví dụ số 11 này lên. Thì cái này chúng ta vẫn đang định nghĩa hoàn toàn giống với thằng abstract thôi. Vậy thằng interface thì sao? Ví dụ anh có con mèo thì chúng ta sẽ lấy ra những cái nguyên mẫu, ví dụ như có khả năng bơi, có khả năng bay hoặc là có khả năng chạy. Thì với con mèo thì nó sẽ có khả năng chạy, đúng không? Nó không thể bay và cũng không thể bơi. Thì anh sẽ implement và anh muốn con mèo của anh biết chạy như thế nào, thì anh sẽ chỉ cần assign cái này nó gọi là cái nguyên mẫu để cho interface này chức năng đấy. Anh assign cho con mèo cái khả năng chạy thì anh chỉ cần running interface như thế này, anh sẽ implement cái running này, được chưa các bạn? Và khi mà anh quy định là con mèo này nó có khả năng chạy thì anh sẽ phải định nghĩa để đảm bảo là nó biết chạy, thì anh sẽ phải định nghĩa lại cái function của cái interface này, nó gần giống như abstract đó, được chưa? Anh sẽ public function camera như thế này. Nếu mà anh không định nghĩa thì nó sẽ báo lỗi như thế này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, nó chứa một cái abstract method implement can run đây mà anh ấy không chịu định nghĩa, kiểu như vậy đó. Đây thì anh sẽ cho nó chạy, thì lúc này con mèo của anh vừa đảm bảo nó là động vật và có khả năng chạy, được chưa? Và với interface thì chúng ta có thể gắn nhiều cho nó được, ví dụ như một con vừa biết bay mà lại vừa biết chạy đó, hoặc là vừa biết bơi vừa biết chạy, thì đó là con dog, là xử như vậy. Đấy. Ví dụ như con chim, anh muốn nó có khả năng biết bay đúng không, thì nó sẽ là fly. Đây, như thế này. Fly như thế này. Được chưa? Và anh sẽ phải định nghĩa khả năng bay của con này, riêng biệt cho con này. Có nghĩa là cái interface nó chỉ quy định cho chúng ta là thằng này sẽ bay, thằng này sẽ bơi và thằng này sẽ chạy. Còn đâu nó chạy theo hình thức như thế nào thì nó là đặc thù của từng con, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ lại đi định nghĩa tiếp là con chó nó chạy như thế nào, con mèo nó chạy như thế nào, và con chim thì nó bay như thế nào, thì chúng ta sẽ lại định nghĩa tiếp ở dưới này. Các bạn có hiểu ý của anh không? Đó, thì đấy là cái tính linh hoạt trong lập trình đối tượng đó. Ví dụ anh định nghĩa ra một con là đó, con dog này là một con động vật nên nó sẽ kế thừa từ animal, được chưa? Và nó cũng có đầu và có mạch như thế này, ok chưa? Và đối với con dog này thì nó còn có khả năng chạy đó, và nó có khả năng bơi ở swim như thế này, thì anh chỉ cần assign cái khả năng bơi vào nó. Nên đối với chạy thì anh sẽ phải định nghĩa lại phương thức chạy cho con chó này, kèm running đó, kiểu như vậy, ok chưa? Và anh sẽ phải định nghĩa cái khả năng bơi cho con chó này, bơi của nó là gì, nó sẽ là kèm swimming đó, được chưa các bạn? Anh chạy lên thì chương trình chúng ta sẽ không bị lỗi gì. Còn nếu mà anh nói là con chó này có khả năng bơi nhưng anh không hề định nghĩa bơi cho nó thì chắc chắn là nó sẽ lỗi đó. Các bạn hiểu ý nghĩa của cái interface chưa? Thì interface nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái nguyên mẫu để quy định chức năng cho một cái đối tượng nào đó mà chúng ta muốn nó có, và khi chúng ta quy định thì chúng ta sẽ phải định nghĩa lại cái chức năng đó cho cái đối tượng mà chúng ta vừa set, được chưa các bạn? Ví dụ anh sẽ viết tên này con đó, sau này anh sẽ khởi tạo một cái đối tượng từ đó đi, thằng lên đó như thế này đó, sau đó anh sẽ echo đó chó đến can swim đó, thì chúng ta sẽ thấy là con chó này nó có khả năng bơi như thế này, được chưa? Chạy ra đây đó, can swim, ok chưa các bạn? Đó,
Thì các bạn thấy là đối với interface thì chúng ta có thể một class có thể kế thừa, có thể implement rất rất nhiều interface khác nhau. Vì sao? Vì một cái đối tượng nó có thể có rất nhiều chức năng khác nhau, và chức năng này nó đã được định nghĩa sẵn ở từng cái interface rồi, chúng ta chỉ assign nó vào, được chưa? Đặt như thế này, ok chưa? Thì đây là toàn bộ những phần liên quan đến interface mà anh giới thiệu các bạn. Và chúng ta sẽ buổi hôm nay chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần này ở đây, vì hôm nay chúng ta làm quen với khá nhiều khái niệm rồi. Còn một vài khái niệm và design button thì chúng ta sẽ để ở buổi sau, ok chưa? Thì design button nó sẽ khó hơn một chút, trừu tượng hơn một chút, thì chúng ta sẽ để nó sang buổi sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Rồi, ok, bây giờ các bạn có câu hỏi gì không?